Rồi, cấu hình BAT 40 của Shervin hôm nay thì Thắng Lô sẽ mang đến cho các bác một cái trải nghiệm với đẩy Crown 800 này, cùng một vang Nex FX9 Plus này, cùng một con quai Cohen này. Đó, em sẽ test cho các bác nghe nhá, cấu hình của cặp 18C Shervin Vega Mỹ với BAT có đường kính 50cm, trung 30cm và tép kèn bề ngang cũng tầm khoảng 30cm. Cặp này thì vô cùng nặng luôn, thiết kế bánh xe sẵn này, tay sách này, và đương nhiên là một người sẽ không khuân được. Chiều cao gần 1m1, bề ngang khoảng gần 70cm. Đấy, chiều sâu thì gần 50. Giờ các bác nghe thử cái tiếng bát của này khi em kết hợp với con đẩy Crown 800 nhé. Một bài có lời nha, để các bác nghe thử với trung âm của chiếc bát 30 này, chiếc trung 30 này. Rồi. Em sẽ bắt bài lên vào bình nhá. Đây. Các bạn nghe thử nhá, với những cặp trung 30. Rồi, xem nó như nào, trung 30 các bác nhá. Trung 30. À, các bạn nghe nhé. Và có khi nào em thấy tiếc nuối về ngày xưa, vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày đây ra anh và em chúng ta đừng buồn chung. Ngày đây ra anh và em chúng ta bình tĩnh. Ngày đây ra anh nhìn em mỗi khi đang dùng Bluetooth các bạn nhá.
cấu hình này em ghép với Shark V-Vega thì cái cấu hình Bass 50 thì nó cũng không ghê gớm lắm đâu, tức là không ghê gớm về về cái đồ để đánh nó ấy, bởi vì Shark V thì bao giờ độ nhạy nó rất là tốt. Cặp này Bass 50 này các bạn này, chung có 30 thôi. Đấy, chung 30 thì tương đương với cả Bass 30 của cái dòng loa khác rồi. Đấy, là một riêng một con 30 chỉ để phục vụ giải chung thì các bác hiểu. Tép thì là tép kèn họng rất lớn, khủng long luôn. Đẩy cửa ra 800 của em nó là công suất 800W các bác nhá. Đấy, 18C. Đây. Đấy, cực khủng. Bánh xe đây các bác nhá. Đó. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh em. Em sẽ làm một clip em test hát thử cái bộ này nhá. Anh em chờ cái giọng khủng long của em nhá. Em hát rất hay đấy.